tính đến ngày 28 tháng 7 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và áp thấp nhiệt đới nối tiếp trên địa bàn huyện Tumrong không có thiệt hại về người tuy nhiên nhiều tài sản và kết cấu hạ tầng đã bị ảnh hưởng cụ thể hai căn nhà bị sụt lún tốc mái khoảng 4,5 ha cây trồng bị đổ gãy 15 cây sâm ngọc linh bị hư hại sạt lở một số tuyến đường giao thông kênh mương thủy lợi và các công trình công cộng khác ước tính tổng thiệt hại khoảng 570 triệu đồng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện tumerong đã nhanh chóng chỉ đạo các biện pháp khắc phục huy động lực lượng hướng dẫn và hỗ trợ người dân khắc phục những thiệt hại nhỏ chỉ đạo ủy ban dân các xã kiểm tra đánh giá và đề xuất biện pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra